Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đang tạm giữ hình sự đối tượng Lò Thị Hát, sinh năm 1993, trú tại xã Trường Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do nhà có hoàn cảnh khó khăn, cô gái người Mai Châu, Hòa Bình, Lò Thị Hát đã lập màn kịch giả, lấy chồng ngoại lừa 200 triệu và 5 chỉ vàng lấy tiền chữa bệnh cho bố. Qua tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 5 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hòa Bình nhận được đơn trình báo của Phạm Thị Thắm, sinh năm 1991, tố giác một người phụ nữ tên là Trinh, sinh năm 1996, trú tại Triệu Sơn, Thanh Hóa, đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng và 5 chỉ vàng. Qua giả soát, bước đầu cơ quan điều tra xác định Phạm Thị Thắm lấy chồng là Lưu Bin, sinh năm 1993, quốc tịch Trung Quốc, hiện sống cùng chồng tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Thông qua mạng xã hội, Thắm có quen biết với một người phụ nữ Việt Nam, tự giới thiệu tên là Lê Thị Trinh. Qua nói chuyện, Trinh cho biết chưa lập gia đình, đang gặp khó khăn và nhờ Thắm tìm cho một người đàn ông Trung Quốc để kết hôn với yêu cầu sinh lễ là 200 triệu đồng. Thắm biết Chen Jiangong, sinh năm 1996, trú tại tỉnh An Huy, Trung Quốc, có nhu cầu muốn cưới vợ nên đã giới thiệu cho Trinh để hai người nói chuyện với nhau qua mạng xã hội. Sau một thời gian tìm hiểu, Trinh và Gong đồng ý xem mặt và làm các thủ tục kết hôn. Trinh bảo lại đòi sinh lễ 200 triệu đồng, Gia đình con đồng ý và thông qua một người khác để chuyển cho Thắm số tiền là 100.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 300 triệu đồng tiền Việt Nam và yêu cầu Thắm cung cấp thông tin cá nhân của Trinh. Sau đó, Trinh đã chụp ảnh căn cước gửi qua ứng dụng WeChat cho Thắm. Ngày 31 tháng 8, Thắm cùng chồng là Liu Bin và Chen Yangong nhập cảnh về hòa bình, gặp mặt gia đình Lê Thị Trinh. Đến ngày 5 tháng 9, Thắm cùng chồng là Liu Bin và Gong đến quán nước gần cổng bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hòa Bình để gặp Trinh và một người đi cùng. Trinh giới thiệu là bố. Hai bên thống nhất nếu gia đình Trinh nhận được tiền sinh lễ gồm 200 triệu đồng và 5 chỉ vàng, Trinh sẽ đi cùng nhà trai để làm giấy xác nhận tình trạng độc thân và đi sang Trung Quốc để kết hôn cùng Chen Jiangong. Thắm đồng ý và chuyển tiền sinh lễ cho bố Trinh. Sau khi nhận sinh lễ, Trinh có bảo đưa bố vào viện rồi sẽ quay lại ngay. Sau đó không thấy Trinh quay trở lại. Thắm trình báo cơ quan công an. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hòa Bình xác định Lê Thị Trinh có tên thật là Lò Thị Hát, chú xã Trường Châu, Mai Châu, Hòa Bình, có bố là Lò Văn Thư. Tại cơ quan công an, Hát thừa nhận do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần tiền chữa bệnh cho bố nên đã tải ứng dụng trên điện thoại sửa thông tin và ghép ảnh cá nhân của mình và của bố đè vào hai căn cước của người khác, rồi chụp ảnh gửi qua WeChat cho thám. Ngày 5 tháng 9, hát đến cửa hàng photo in ra hai căn cước giả đưa cho thám, nhận được tiền, hát giả vờ đưa bố vào viện khám nhưng thực chất là quay về phòng trọ ở thành phố Hòa Bình để lấy đồ thì bị cơ quan công an bắt giữ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hòa Bình đã thu giữ được số tiền 200 triệu đồng và 5 chỉ vàng và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.